Thì xin chữ thì quên mất đấy anh em ạ. Là sao cô ơi? Đấy bạn ấy cụ mong cụ bước xuống thuyền để cụ mới chặn các con các cháu thế này. Thế nhận thế nào? Đấy thì xin chữ thì quên mất. Cụ bảo là năm nay là cụ 78 tuổi và đại hạn. Đấy rồi. Là cụ cũng bảo là cụ không qua được. Đấy rồi. Thế cụ bảo là các con các cháu làm ma cho cụ bây giờ là thời buổi văn hóa mới để làm mà cho cụ là hết sức là tiết kiệm vào. Đấy rồi. Thế cụ bảo là dù các con có thịt nhiều lợn béo lợn đầy, nhưng cụ bảo là nhớ là cái bông của cụ sáu bông chở đò này để cho nó đầy đầy một tí. Vâng, thế gửi lời thì nói, gửi gói thì lắm mà hả? Đấy, đấy. Thế cụ bảo khi chúc cụ bảo thế nào thì lắm mới nhắn lời các con các cháu thế. À, thế đâu rồi, thế các con các cháu cụ đâu rồi? Cứ thế nào nhỉ? Cho đủ đầy quan này.
mời cùng lại.